Rồi, kênh YouTube Thúy Đồng Thanh mến chào quý anh chị em bà con cô bác gần xa. Bà con vui lòng đăng ký vào kênh YouTube của chúng tôi nha. Có cái nút màu đăng ký màu đỏ, màu xanh bà con đăng ký vào. Hôm nay chúng tôi giới thiệu cho bà con rất nhiều con máy luôn. Đầu tiên chúng tôi giới thiệu cho bà con Kubota L1 345. Về cái con này thì nó đứng tôi đang quay cầu trước cho bà con xem. Con này có 34 mã lực, là 2 cầu. Số cơ bên cơ có trợ lực tay lái luôn, động cơ nó có 4 máy, máy vẫn đang nổ cho bà con. Chúng ta xem luôn. Đây là cái bánh trước nó đây, có thông số kỹ thuật là 8.0.16. Đây, phải mâm móc vít là rất là tuyệt vời luôn. Rồi, động cơ 4 máy của nó đây, máy vẫn đang chạy, bà con chúng ta nghe tiếng máy nổ rất là êm luôn, không có một cái đổ hơi hay là một cái bung gì hết. Rồi bây giờ chúng tôi quay đồng hồ cho bà con xem. Nó chỉ có 1928 giờ thôi, tức là con này nó chưa được 2000 giờ. Chúng tôi đang tua, tua cho bà con xem luôn. Đây cái dòng tua của nó. Đây. Rồi bây giờ chúng tôi đi tới cái bánh sau. Đây, bà con thấy cái bánh sau rất là đẹp như thế này luôn. Chúng tôi lúc nào là mâm móc vít bánh đồ đều đảm bảo hết. Đây là cái chúng ta thấy hai thanh kiếm và chúng tôi đang quay phía sau cho bà con chúng ta theo dõi. Nó có đùi sau rất là đẹp như thế này luôn. Đây. Tất cả mọi thứ đều đạt yêu cầu, đạt chuẩn hết thưa bà con. Con L1 345 này thì nó rất nhiều bà con chúng ta sử dụng. Con này nó rất là bền bỉ luôn. L1 thì chúng ta có L1 hai số, ba số. Hai số nó như L1 18, L1 20, 22, 24, 26, 28 rồi lên ba số như là L1 245, 225, 265, 275, 285. Rồi bắt đầu tới là rồi tới ba số như là 315 rồi 345, 365 rất nhiều. 375. Và đây là 345. Có 34 mã lực loại 2 cầu. Số cơ bên cơ có trợ lực tay lái luôn. Động cơ của nó có 4 máy, đẹp như này luôn bà con. Máy nổ rất là êm luôn. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ chuyển qua con Kubota 2402. Trong cái video này chúng tôi giới thiệu bà con rất nhiều con máy luôn. Kubota L1 345, Kubota 2402DT, Kubota M1 85, Isuki 8000 rất là nhiều luôn. Vâng, và đây chúng ta thấy những cái bánh nó rất đẹp như này luôn. Gai mâm móc vít của nó đều là đảm bảo để chúng ta được sử dụng cách tốt nhất. Hai thanh kiếm của nó đây rất là hoành tráng, rất là hùng vĩ luôn. Con này thì nó giúp ta rất nhiều cho cái công việc đồng áng. Con này thì nó cày bừa rất là tốt luôn. Con này làm cho những cái mảnh vườn, mảnh đồng của chúng ta rất là ok. 24 mã lực là cũng là thuộc loại lớn rồi thưa bà con. Con này vừa tầm cho gia đình chúng ta được sử dụng. Đây, chúng tôi quay hôm nay chúng tôi quay những con máy nó như 2402, nó là dạng như trung bình. Nó như để chúng ta được sử dụng tốt nhất. Rồi một xíu nữa chúng tôi sẽ qua con Kubota M1 85 to đùng luôn. Hôm nay chúng tôi giới thiệu bà con những con máy nó hơi nhỏ hơn một tí, nhưng mà cũng không nhỏ lắm. Hai con sau nữa bắt đầu mới lớn bà con. Hai con sau là M1 85 và Isuki 8000, những con mà 85 mã lực và 80 mã lực. Và bây giờ chúng tôi sẽ tua cái cho bà con xem cái đồng hồ của nó. Đồng hồ nó rất là đẹp luôn, cảm ơn người. Và cái chỉ số, cái số giờ của nó hiện lên chạy cho bà con luôn. Nó chỉ có 2413 giờ, tức là con này chưa được 2500 giờ. Đấy, bà con thấy rất rõ luôn, cái ghế rất là êm, cái vua luôn, có cái máy che luôn thưa tất cả mọi người. Đằng xa xa là con em Messi Ferguson 399 rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển qua con Kubota M185. Con này thì nó có 85 mã lực, loại 2 cầu. Số cơ bên cơ có trợ lực tay lái, động cơ nó có 4 máy. Đây, bây giờ chúng tôi sẽ mở cái lưới hông ra, chúng tôi sẽ cho bọn xem luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ quay cho bà con xem cầu của nó. Chúng tôi đang quay cầu trước. Đây là cầu trước của nó đây. Chúng tôi quay một cách rất là chậm rãi, rất là kỹ cho bà con chúng ta xem. Tất cả hình ảnh đều là chân thật 100%. Đây, chúng ta thấy cái đùi cầu trước của nó, cái số má nó còn nguyên trên cái ấy luôn, trên cái cầu luôn. Đây, chúng ta thấy con này thì nó rất là to khỏe luôn. Con này là cày bừa kéo xới là rất là xuất sắc luôn. Mọi người chúng ta đang săn tìm con này rất là nhiều. M185 là nhiều người, có nhiều người người ta gọi là M185 đó.
Thì trong cái video này chúng tôi rất nhiều con, và có những con khác nữa chúng tôi sẽ hẹn bà con vào một video tiếp theo. Nếu mà chúng tôi giới thiệu nhiều nữa thì nó sẽ rất là dài. Video này nó cũng tương đối dài rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ chia bà con 4 con máy thôi. Đây bà con xem động cơ của nó đây. Máy móc chúng tôi là nhập trực tiếp từ bên Nhật về, đảm bảo là không có đổ hơi, không bung, không có mua đi bán lại của người dân, và cũng không có lắp ráp luôn. Chúng tôi không có lắp ráp luôn, chúng tôi bán nguyên si như thế này. Hàng chất lượng chúng tôi mới bán cho bà con sử dụng. Đây, đây, mâm móc vít của nó như này, bánh thậm chí bánh nó còn đất luôn, chúng tôi cố tình chúng tôi để như thế cho bà con xem cái nguyên thủy của nó. Đây là cái phía sau của nó đây, chúng ta thấy là cái đùi sau cũng như là những ốc vít, rồi hai thanh kiếm, con này là nó kéo là rất là xuất sắc luôn đó, rất cảm ơn bà con. Rồi bây giờ chúng tôi chuyển tiếp với con cuối cùng, Isuzu 8000. Về con này thì nó có 80 mã lực, loại hai cầu, con là số cơ ben cơ, có trợ lực tay lái luôn. Chúng tôi đang quay phía dưới cái cho bà con xem động cơ của nó có 6 máy. Chúng tôi đang quay cái phần máy cho con xem, chúng tôi quay rất kỹ, chúng tôi không có chừa cho phần nào hết. Đôi lúc thì nó mới về nó có những cái phần nó bị xét, nhưng mà cái đó là không có đáng kể, quan trọng là máy móc thôi thưa bà con. Phần xét thì nó có đôi lúc nó có xét chút đỉnh, đó là một vấn đề không phải là cái chuyện lớn. Đây là bây giờ chúng tôi sẽ cho coi xem cái đồng hồ của nó đây. Nó chỉ có 1857 giờ thôi. Đây còn thấy nó chưa được 1900 giờ luôn. Tôi quay kỹ cho bà con chúng ta xem luôn, không có gì mà gọi là giấu giếm bà con hết, công khai. Chúng tôi sẽ mở cái lưới thông phía bên động cơ cho bà con chúng ta được xem cái động cơ nó 6 máy của nó như thế nào luôn, rất là hoành tráng luôn. Đây động cơ 6 máy của nó. Đây thì video này chúng tôi giới thiệu cho bà con 4 con máy, đó là Kubota. Kubota là One 345, Kubota 2402DT, Kubota mà One 85, và bây giờ là Isuzu 8000. Isuzu 8000 này là một cái thương hiệu mà được rất nhiều nước trên thế giới, và Nhật Bản, Việt Nam chúng ta đang rất ưa chuộng cái dòng Isuzu này. 8000 động cơ 6 máy đây. Rồi chủ đề đây. Rồi cảm ơn bà con gần xa đã theo dõi kênh YouTube Thiếu Đồng Thanh nhé. Vâng, và đây là cái phía sau. Phía sau chúng tôi sẽ quay cho bà con xem cái phía sau của nó. Cái bánh của nó cái thông số kỹ thuật là 18.434 nha bà con. Bánh sau có Isuzu 8000. Đây phía sau của nó đây, rất là hoành tráng luôn. Số điện thoại của chúng tôi là 0909389726. Bà con vui lòng là nhắn tin vào cái kênh YouTube Thiếu Đồng Thanh cũng như là điện thoại, chúng tôi sẽ nghe máy và trả lời mọi cái ý kiến của bà con. Rồi một lần nữa chúng tôi rất vui được bà con đăng ký vào kênh YouTube cũng như là bình luận cũng như là cho chúng tôi một like nếu thích. Rất là cảm ơn bà con rất là nhiều. Chúc sức khỏe bà con toàn thể chúng ta được có một cái sức khỏe dồi dào, thuận lợi trong công việc và sở hữu một con máy để phục vụ trong công việc của chúng ta. Đấy, rồi. Bánh xà bánh mới luôn bà con. Cái ống khói của nó rất là đẹp luôn. Rồi, một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn bà con đã nhín chút thời gian để theo dõi. Chúng tôi trân trọng kính chào và hẹn gặp lại bà con một cái video gần nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con những cái thương hiệu của Nhật, Anh, Mỹ, Nhật người có Isuzu, Kubota, Yanma, Shimura, Mitsubishi, của Mỹ thì có Ford, Zonda, của Anh thì có Massey Ferguson, rất là nhiều luôn. Mỗi một loại nó đều có những cái ưu khuyết điểm khác nhau, chúng ta không thể nói là cái loại nào tốt hơn.